Chào mọi người nhé, mình tên là Toàn, hiện đang sống và làm việc tại tỉnh Siga. Hôm nay mình xin hướng dẫn mọi người cách mà khi mà ngừng việc ở công ty Nhật Bản thì mọi người cần phải có những cái giấy gì khi mà mọi người nghỉ việc. Đầu tiên thì đối với những thực tập sinh thì không cần, nhưng mà đối với những kỹ sư ấy, thì cái việc mà nghỉ việc công ty ấy, thì các bạn cần những giấy tờ sau. Cái số 1 là tai sư cự sô mê, này là giấy chứng nhận nghỉ việc. Cái thứ hai là cái hoken, kose nenkin hoken, cái này là cái giấy nenkin của mọi người, cái giấy xác nhận nghỉ việc và cái xác nhận là cái giấy mà nghỉ việc của công ty là cấp giấy này. Hai là cái konyo hoken là cái giấy bảo hiểm thất nghiệp, bắt buộc các bạn phải xin cái tờ này, bởi vì nếu không có hai tờ này, nếu mà các bạn về Việt Nam ấy hoặc là nghỉ việc dài ấy, thì các bạn sẽ mất quyền lợi là không được cấp cái tiền trợ cấp hàng tháng từ 15 đến 18 man khi các bạn ở nhà. Tiếp theo các bạn nhìn này, đây là cái giấy tai sư cự sô mê, hình thức của cái giấy như này thì có ngày nghỉ việc và thời gian các bạn làm việc và tên địa chỉ công ty sẽ có dấu ở list. Cái giấy này để các bạn xin công ty mới thì bắt buộc có giấy này, nếu không có giấy này thì công ty mới họ sẽ không tiếp nhận mình. Tiếp theo là cái giấy mà giấy xác nhận nghỉ việc mà cái lên kinh ấy, mình ok này là nó cho cái giấy, đây là giấy xác nhận các số, các mã số để cấp cho công ty mới để nó làm cái lên kinh tiếp theo cho mình. Đây là cái giấy, cái thẻ ok cho mình ấy. Đấy, cái số ok nó có sẵn đây này, nó mình cũng đây để mình gửi cho công ty mới. Và một cái bảng nữa là cái bảng konyo ok, là cái giấy bảo hiểm, cái giấy thất nghiệp nhé. Nên khi mà các bạn cấp có hai giấy này mà các bạn trong thời gian 3 tháng mà các bạn chưa xin được việc ấy, thì các bạn cầm cái giấy này ra Harawok gần nhất khu mình ấy, khu các bạn ở ấy, thì các bạn khai báo rồi thì là trong một tuần hay khoảng 2 tuần đấy nó sẽ bắt các bạn lên để tham gia các cái chương trình khoa học của nó ấy. Thì các bạn lên một hai lần thì mỗi lần lên thì các bạn nó sẽ giả tiền mà theo từng tháng một ấy, thì các bạn chưa xin được việc là tầm được khoảng 8 man đến 14 man tùy theo cái mức tiền các bạn đóng ở công ty trước đấy. Nhớ là cái konyo ok này là từ 3 tháng trở lên nhé, chứ dưới 3 tháng là không xin được, không cấp được tiền đâu, trên 3 tháng trở lên. Còn cái tiền konyo ok này tùy thuộc vào các bạn đóng công ty bao nhiêu. Đấy, đây cái tờ konyo ok này là có hai tờ nhé, một tờ nhé, các bạn nhớ nhé, một tờ là không phải, một tờ là không đủ đâu, phải là hai tờ thì mình mới xin được hard work. Cái đây là toàn bộ video mình hướng dẫn mọi người khi mà xin nghỉ việc một công ty nào đấy, các bạn cần đòi công ty những giấy tờ gì. Đấy là quyền lợi các bạn, nếu không có thì là các bạn sẽ bị thiệt thòi về nhiều cái đấy. Thứ nhất là không được tiền trợ cấp thất nghiệp. Cái hai là khi mình nghỉ việc thì mình không có giấy tờ đầy đủ để mình xin cho công ty mới. Để chúc các bạn thành công nhé. Có gì không hiểu các bạn hãy comment phía dưới mình sẽ hướng dẫn thêm. Xin chào các bạn.